Thì ra đây chính là bí quyết mà các quản công gà không dám cho bạn biết. Đã có ai ở đây thắc mắc vì sao gà luộc ở quán luôn có màu vàng đẹp, da gà lại không bị nứt không? Mình vừa học được một bí quyết gia chủ quán cơm gà truyền lại, đảm bảo luộc 10 con gà ngon hết cả 10 con. Họ còn chỉ thêm một cách làm sốt chấm gà vô cùng độc đáo mà ăn lại siêu ngon. Cùng mình thử nhé. Ở đây mình có một con gà ta, con này tầm 1 kg thôi. Chọn gà cỡ này thịt sẽ ngọt không quá dai. Gà nhỏ nên lông tơ còn khá nhiều. Mình dùng đồ kho lửa thu sơi cho sạch lông. Rửa gà thật sạch. Chặt bỏ đi phần chân gà. Cái này bạn nào ăn thì có thể giữ lại nha. Đun sôi một nồi nước lớn. Mình nên luộc nhiều nước để gà được chín đều mà hạn chế lất chở gà nha. Thêm vào muối cho đậm đà. Cho thêm hành lá gừng để gà luộc được thơm hơn. Một ít rượu gạo để khử mùi tanh của gà. Mình cho vào đây một ít của vành. Vành cho gà có màu vàng đẹp. Nếu không có, các bạn có thể thay thế bằng bột nghệ hay nghệ tươi. Đều được nhé. Nấu đến khi nước sôi mà ra được màu vàng thì hạ lửa nhỏ. Nhúng gà vào nước sôi khoảng 20 giây rồi lấy gà ra. Lặp lại 3 lần, rồi cho gà vào một thau nước lạnh đã chuẩn bị sẵn. Để cho gà sốc nhiệt như thế. Này là bí quyết để da gà được giòn mà không bị rách khi luộc đó mọi người. Rửa sơ cho gà nguội. Rồi lấy gà ra cho vào luộc trong nồi nước đang sôi. Luộc gà không cần đậy nắp nha. Cả nhà nấu với lửa nhỏ nhất trong vòng 20 phút. Trong thời gian đợi gà chín, chúng ta sẽ chuẩn bị nước chấm cho món gà luộc. Chuẩn bị vài tép tỏi đập dập băm nhuyễn. Cho vào chén riêng. Gừng băm và hành lá rất nhỏ cho vào chung chén tỏi. Chuẩn bị chảo. Cho tiêu hạt ớt khô vào rang cho đến khi có mùi thơm. Lúc này tiêu ớt đã giòn dùng dao băm nhỏ rồi cho vào. Cho vào chén tỏi. Đun sôi dầu. Đổ vào chén để các nguyên liệu được dậy mùi. Ở một chén khác cho vào 2 muỗng nước tương. Một ít nước lọc để tránh nước tương quá mặn. Đổ vào chén dầu trộn đều rồi để sang một bên. Lúc này gà của chúng ta cũng đã chín, vớt gà ra thôi. Nhớ đổ hết nước súp trong bụng gà ra nhé. Cho gà vào thau đá đã chuẩn bị trước. Cách làm này sẽ giúp da gà giòn và gà nhanh. Nguội hơn thì gà cũng săn lại ăn rất ngon. Sau khi gà nguội, chúng ta chặt gà thành miếng và bày ra đĩa. Chấm miếng gà vào sốt. Hương vị bùng nổ từ miếng cắn đầu tiên. Thịt gà mềm mọng nước và rất thơm. Da gà giòn sần sật y như nhà hàng luôn. Luộc được con gà ngon như vậy, chắc chắn cả nhà sẽ trầm trồ cho mà coi. Nếu thấy thích hãy làm thử món này nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết 6D ông của mình. Hẹn gặp lại 6D ông sau.